đồng đẳng hóa ở đây một đống bạn ở sinh viên minh khai đi thì phải hỏi đâu nữa, bao nhiêu bạn đang ngồi đây thì 38 Mấy này bạn này có quen đồng sơ đẳng hóa, sơ. nhưng mà cái đồng đẳng hóa này nó lại mở rộng thêm cái chỗ xe này nữa. Chùm A1 Vương Tiến Thành. Khan thành một điểm. Đây cái đồng Vương đẳng Tiến hóa Thành 10,5. thôi tập trung nốt vào 38 xong, cái đồng đẳng hóa của cái bài 38 này này, đồng đẳng hóa của cái bài 38 ấy thì thêm cái xe nữa, đồng đẳng hóa của Petit nó quy quy về gốc lysine chia 3 này ôm giữa hai cái nước thì thông thường nhé. Đấy, còn đối với cái este của amino acid này, ví dụ cái này là este của lysine này thì chúng ta có thể quy về gì đấy, Quy về quy cái đơn ta giản phải nhất thì quy về bảo ấy. ba thằng này xong đấy thì mới tính S2. xem nhé. Thì thằng cái tô màu viết lại bên này thì cái này nó sẽ chính là HNCS2CO thì chính là C2H3NO đúng không? HNCS2CO đúng không? HN này. Đúng chưa? Đúng rồi. C2H3NO nhé, đúng chưa? Đây phần màu xanh chính là C2H3NO này. Thế còn đây chỗ này chính là C2 đây. Phần màu vàng chính là C2. Đúng chưa? Đúng chưa? Thế còn phần màu phần còn lại chính là Rõ gì đấy, còn lại chính là gì, nước nước đấy. Thì như vậy là chúng ta thấy là este của amino acid thì có thể quy về ba thằng này được, nhưng mà đối với điều kiện là gì, cái này tổng quát cho trường hợp gì, tổng quát cho gì, no đứng trước mạch hở à, tổng quát đúng cho rồi, este của gì, phải no chứ, ăn côn no, ăn côn phải no, đi ăn côn phải no, ăn côn no no đây no no ba này, ăn côn no này, este của ăn côn no với amino acid thông thường, amino acid của ly alaban được, à là valin thì tổng quát lên nhé, mình lấy một ví dụ nhưng mà phải tổng quát lên, những trường hợp khác cũng được nhưng không phải cũng được đâu, được chưa? Đấy từ đấy thì mình sẽ như rồi. vậy là mình đều sẽ đồng đẳng hóa được cái thằng này về ba thằng là sẽ ba được ba biết, chúng ta sẽ có gì, nó sẽ có các dữ kiện là rồi, các dữ kiện của nó Bài sẽ điện phân thầy chữa chưa thầy? à. Bài điện phân thầy chữa chưa thầy? Còn chưa rồi, Vâng. còn chưa em mình lại dễ thì vẫn khá là thế dễ easy, rồi gì nữa, có bốn phản ứng thôi chứ ta làm được mà. cố mà làm đi. Hỏi cái này đầu tiên là người ta sẽ đốt cháy trước đúng không, đốt cháy thì chúng ta sẽ có là Vâng. con nitơ đây không phải 255 gì này, nó CO2 nitơ với cả nước. Có những gì nhá, 41 phải 49 có rồi này. Đã có chỗ này là 0,255 thì chỗ này sẽ là nhân lên sẽ là 0,0 nhé. Cũng phải 41. hai cái đấy. Gốc này sẽ là 0,54 và toàn nitơ. Còn nitơ. Viết này có nghĩa là x là phần bên trên là đốt cháy nhé, phần bên dưới là tác dụng nhau hát, đúng chưa? Ok thầy. Nitơ này. Đây còn bài này đúng không? Bài này thì chúng ta nên dùng hệ số cân bằng này tính oxy nó sẽ nhanh hơn là dùng bảo toàn nguyên tố đấy. Hệ số cân bằng ấy ạ. Rồi, Cũng được hệ số ạ. cân bằng như đây ấy. Đây thì chúng ta sẽ có oxy này này, nó sẽ là 1,755 này lít hay mol nhỉ? 755 này sẽ bằng gì? Mon một Mol rồi. phẩy bảy là mon ạ, Thì bằng 0,51 nhân với mấy? nhân không hai phẩy năm mốt nhân hai anh nhân một cộng 0,51 nhân 3/4, 3/4 sao nhé? 2 cộng 3/4 cộng cộng 1/2. 2 cộng 3/4. Nó bảo là gì đây nè. Thế nhưng mà thầy đang tính cái gì? Tính hệ số cân bằng. Bằng với chi ấy. Nhưng mà Đây hệ số cân bằng tức là mình đốt gốc này này, thầy đang mình tính thằng đốt này đốt nào chứ? cộng với oxy thì số cân bằng là bao nhiêu? Thằng C2 này đốt này, cộng với oxy thì số cân bằng là bao nhiêu? Mình riêng chưa? Ba đấy ạ. Cái này nó sẽ là gì? Cái kia là 4,5, một cái là 3. Là x nó sẽ là bao nhiêu? X là đi 2 đúng không? 2 carbon này cộng với 0 trên 4. 2 bằng 0 trên 4 từ là 3/2 này. Trừ z trên 2 là bao nhiêu? nhầm rồi.
Z trên 2 là bao nhiêu? Đấu sĩ là 1 phần 2 đúng không? Thì sẽ là bao nhiêu? Cái này 3 phần 4 chứ nhỉ? À, x y trên 4 phần 4 thôi. X cộng y trên 4 thì Z trên 2. Được chưa? Rồi, okay, còn thằng thứ hai này nó sẽ là thằng set 2 này là Emon này. Emon nhân với gì? Cũng tương tự như thế. Thì chỗ này nó sẽ chỉ còn là x cộng y trên 4. Đơn giản hơn. Thế là x là 1 này cộng với gì? Y trên 2. Y trên 4 nhé. 2 trên 4. Đấy, hệ số cân bằng của phản ứng nhé. Thì chưa hiểu chưa? Nhân với 0,7 bao nhiêu? Nó nhân với y rồi. Thế còn đằng nước thì đốt cháy thì nó vẫn là nước, nó không thay đổi gì cả. Chỗ này vâng. Chưa được ghi mà y hả? Ừ, chỗ này tính ra được y mà. Chúng ta sẽ tính cái hệ số cân bằng. Ừ, cân bằng sao? À, cái nhớ được mà đây. 0,405 ạ. Tự ghi 4 trên 4 thì Z trên 2. Nhé. Ok thầy, tiếp rồi thầy. Cái, bật luôn. Cái cô Ngọc bảo là nhớ luôn. Ừ, phải nhớ luôn đấy, nhớ luôn thì làm đấy chứ làm sao kịp được. 0,405 ạ. 0,405 thì 41,49 này tính rút ra Z nhé. Thì CO2 1,4 này. Thì đi từ 51 nhân với cả thằng gốc glycine này 57 nhé. Với glycine từ 18 thì đi 14 thì cho bao nhiêu? 0,375 ạ. Thì cho Z, là chưa cho 18. 0,375. 0,375 3,5. Xong bây giờ thì nó lại cho tiếp tục tác dụng với thằng nào? Tiếp tục thằng bọn này tác dụng là NaOH. Ví dụ NaOH thì chúng ta lưu ý là gì? Ví dụ NaOH thì thằng này nó sẽ thành C2H4O2NNA nhé. Lúc glycine thì sẽ cộng vừa đủ 1 NaOH. Ok. Thằng C2 này vẫn đi vào trong muối này. Thế còn thằng nước thì bắn ra ngoài nhé. Nước thì nằm trong muối. Ngoài ra chúng ta còn là y nữa. Chúng ta còn ancol y nữa. Ancol y thì sẽ ra ngoài nhưng không nằm trong muối. Muối này người ta cho khối lượng rồi cộng với y, cộng với y. À, ancol là mình ký hiệu là gì nhỉ? Đúng rồi, ancol y nữa. Thì có phải thằng này là 0,51 không? 51. Thằng trên 2 này thì số là 405. Có sao thấy chém cái phần kia rồi. Trừ đi 50,45 này, trừ đi bên trên thôi, 0,51 nhân với cả cái thằng này nó là gốc 57 cộng 40 là 97. 97 chia cho gì? Chia cho 14. 14. Chia 14. Năm mươi phẩy bốn năm trừ 0,51 nhân 97. 0,07. 0,07 đúng không? 0,07. Thằng ancol này là gì thì chúng ta chưa biết, nhưng mà ở đây thì nó có cái ester. Nó toàn carbon. Gần carbon nhưng mà hai cái bước trên đã biết đâu. Oh, bảo toàn mon carbon ấy à, là ra mon ở thằng y thế nhỉ? Mon thằng nào? Ví dụ biết mon carbon ban đầu là bao nhiêu rồi, xong là lúc sau thì ra mon carbon lúc sau. Tức là bây giờ nó quy về cái hợp chất nhỏ. Chưa, các tiếp những cái thứ mình chưa biết công thức là gì. Đấy, cho nên là ở đây chúng ta sẽ tính cái C trung bình ngay bằng cách như này. C trung bình thì cái C này mình tính được rồi đúng không? C này sẽ là 0,51 nhân 2 này. Cộng với cả gì? 0,405. Mà em chia cho gì? Chia cho số mol của cả hỗn hợp X này là bao nhiêu? Nào, cái này còn nhớ không? Trong phương pháp đồng đẳng hóa thì số mol cả hỗn hợp X này bằng số mol gì? H2O. Bằng số mol nước. Bằng số mol nước. Thế vậy kể cả este thì nó cũng sẽ bằng số mol nước thôi, đúng không? Vừa tách ra đấy, vừa bên trên, vừa... Vâng. Này mình vừa phân tích rồi này. Được cái este này tách ra thì số mol este bằng số mol nước luôn. Cho nên tổng số mol nước đây sẽ bằng tổng số mol cả hỗn hợp luôn. Được chưa? Tổng số mol nước bằng tổng số mol hỗn hợp. Tính cái này ra thì em sẽ ra được cái C trung bình đây nó sẽ là 3,8. Được chưa? Bao nhiêu nhỉ? Bấm lại thầy nhé. Đúng là 3,8 thật. 3,8 thì chắc là ST này chắc chắn là phải làm sao rồi? ST này chắc chắn phải có số carbon nhỏ hơn 3,8. 3,8. Nó lớn hơn rồi. Thế khi tính thử C trung bình thì nó ra đúng không? Bọn peptide thì còn là... 3,8 thì nhiều lắm. Đó là gì nhiều lắm? Đây là este của amino acid. À. Tối thiểu nó phải là glycine rồi. Cái thằng glycine này nó là 2 carbon rồi.
Hả, gà Cái bò. thứ ba bên ăn này cũng xong, mà ba cái bon hết rồi, đâu ra mình nhiều. Đúng chưa? Đây nhớ là ST là amino acid chứ không phải là ST kiểu của... không phải là ST bình thường. Đây đây vậy ra tính được ST rồi nhé. Thế là số mol ST này sẽ bằng bao nhiêu? Số mol ST này à? Số mol ST thì bằng từ từ bằng số mol 0,51 cộng 0,405 0,51 cộng 0,405 à? Cộng thế vào được. Từ từ chia 3 Gốc này 3 nó cũng cắt ra chia từ 3 cái este đấy. Đây có một phần trong este này, vâng chính là gốc lysine đấy. thì em đang bảo cộng vào xong là chia ra Vâng. không thấy có lấy khối lượng thôi. Thì chúng ta sẽ có là thì số mol este đây nó sẽ là cái gì nhỉ, còn cái kia nào nhỉ, thì nhìn lại kỹ xem. Có khi nào số mol eta bằng số mol của gốc COH nhỉ? Đúng Bằng không? cái Tại gì? vì nó đều là đơn thức mà thầy. Còn cái thằng gốc này nó còn có trong cả peptide nữa mà làm sao bằng được. Nhỉ. Ba chứ. Thì phải bằng mol của x không nhỉ? Hay là bằng mol x nhỉ? Không bằng sao được, bằng sao bằng x được, bằng x cũng còn bằng Bằng luôn, không bằng, bằng không peptide bằng. cộng với bằng Không este. liên quan gì. Không liên quan gì hết. Em chỉ nghĩ ra bảo toàn C có bao nhiêu C mà chia C trung bình thôi. Cái trung bình thì mình ra được công thức của este rồi, công thức este này nó sẽ là bằng cái này nằm trong muối. Ở đây cái này nó liên quan nhóm C2 đấy, thì cái này số mol của thằng ancol đấy nhá, số mol thằng ancol thì nó sẽ bằng 0,405 là tổng số mol nhóm hai C2 này đúng không? Đây là cái này nó là tổng số mol nhóm C2 nhé, trừ đi 0,07 đấy, 0,07 phải 0,07. nằm trong muối không, 0,07 là nhóm C2 nằm trong muối nhé đấy, thì nó sẽ bằng nhóm C2 còn lại. Nhóm C2 còn lại thì nằm trong đâu? Nhóm C2 còn lại chính là nằm trong bên phần gốc ancol này, này. Đó, phần nằm trong gốc ancol. Nên thì số mol của este này sẽ là 0,335. Từ tổng mol nhóm C2 nhé. Thì C2 ban đầu chúng ta lưu ý là 0,405 thì nó tách ra từ bên phía muối. Nó nằm trong muối là 0,07. Trong phía muối là 0,07. Thì nhóm C2 còn lại sẽ nằm trong phía ancol. Trong phía ancol thì một cái C2 trong este này, tức là một mol este này thì tách ra được một mol C2 trong phía ancol này luôn, nên là số mol este sẽ bằng số mol C2 của bạn. Chung là những câu câu kiểu này là câu khó đấy, nó hình dung ra được không nhỉ, có hình dung ra Cũng không phải khó. mười rồi. không? Tôi nói đốt nha. Cũng bừa Ở đây rồi. đấy, thì chúng ta lưu ý là cái C2 này nó sẽ là C2 này chính là cắt ra từ chỗ C3 này này, cắt ra từ chỗ C3 này đấy. Thế còn cái C2 trong này thì nó sẽ nằm trong muối rồi, lấy tổng C2, Làm hơi lo. lấy tổng C2 ban đầu này, tổng C2 ban đầu này trừ đi cái C2 trong muối thì ra C2 ở trong phía ancol này, này đấy, thì chỗ này sẽ ra 0,335. Chúng ta sẽ ra được N-peptide bằng bao nhiêu, N-peptide nó sẽ bằng gì, là 0,375 trừ đi N-este đúng không, thì đi là ST là 0,335, ra được N-peptide là bằng 0,375.
không bảy anh nhầm 04. Thế thì chúng ta có số maxic trung bình của cái tít thì nó sẽ là 0, maxic trung bình của cái tít bằng số mol NaOH chia cho số mol peptide không? Đó, số mol NaOH chia số mol peptide. Thì số mol NaOH sẽ là trừ đi NaOH và phản ứng với peptide thì phải trừ đi 0,335. Thì 0,335 này là NaOH tác dụng với cả este. Và chia cho số mol của peptide là 0,04. Thì cái này nó sẽ ra được là bao nhiêu? Ra trung bình nó sẽ bằng 4,375. 4,35. Thì chỗ này mình sẽ suy ra được. Dã man. Chỗ này mình sẽ suy ra được là nó sẽ là bởi vì peptide này nó nói là hơn hơn kém nhau một lít peptide rồi. Thế nó sẽ là tetra. Tetra và penta. Tetra và penta. Thì mình sẽ có dã man. Có mà thật ra là no hope. Câu này no hope thầy ơi. Thầy ta sẽ số mol là 0,025. Và số mol này là 0,015 cũng có đến cái tính tổng bài phát tít mình chưa quen lắm thì tính rất là lâu. Cái này tính này, cái này là x này, cái này là y này. Y thì chúng ta sẽ có là gì? Cái này sẽ là 4x cộng với cả gì? 5y là bằng số mol NaOH. 5y bằng bao nhiêu đấy? Bằng 0,51 thì 0,051 trừ 0,3375 335. Đấy, và x cộng y thì bằng gì? 0,4. X cộng y thì bằng 0,404. Nhưng mà để mình qua cho mọi người biết xem làm được không. X bằng 0,... Thầy mối dìu tí. 0,15. Y bằng 0,015. Y bằng 0,015. Đấy, xong rồi lại phải tiếp tục cắt nối nữa chứ. Chỗ tìm được cuối cùng cũng khó. Cái chỗ 0,07 này ôi. Rất là khó. Cứ tưởng đến đây là xong rồi. Chỗ này vẫn chia ra là công thức. Cái chỗ bài này tương đối khó. Nó sẽ là một dạng một trong những câu khó như kiểu khó như thằng nào đi dạy học mà bảo làm được câu này là thằng ấy điêu. 0,025 này. Thì cái số CH2 trong peptide nó sẽ là 0,07 không? Thì sẽ bằng 0,025 là mol của thằng này này. À 0,025 là mol của thằng à, cái này. Thế cái này là bảng biến thiên lên được nhanh à. 0,045 nhân B thì tìm ra AB bằng bao nhiêu? Đấy. AB nguyên nhé. 07 trừ 0,025 x trên 0,015. Thầy đợi em tí. Thì chỗ này sẽ ra A bằng 1 và B bằng 3. A 1 và B bằng 3. A 1 B bằng 3 thì công thức nó sẽ là gì? Đến đây mới suy được công thức này. A 1 tức là tách ra từ một nhóm C2, nhóm C2 thì nó sẽ phải là Gurley. Một nhóm C2 thì nó phải ala. Ala. Một nhóm C2 tương ứng một ala mà, nó sẽ là 4. Ly 4 ala, là ly 3. Tetrapeptin. Và thằng còn lại sẽ là Gurley mấy? Thì thằng còn lại thì nó phải là có 3 nhóm C2 không? B bằng 3 có nghĩa tách ra 3 nhóm C2. 3 nhóm C2 thì nó chính là một gì? Một valin. Một valin, 3 nhóm C2 là một valin. Chỗ này sẽ là ly. Chứ rồi, phần này không nhớ lắm. Có nhớ là ala, một ala thì tách ra một gốc glycine và một nhóm C2, còn một valin thì phải là ba nhóm C2. Và một gly. Đó. Hơn nhau là hơn nhau bao nhiêu carbon thôi là ra. Trong okay cái này tính tiếp đồng phân của thằng này nữa chứ. Tức là phân bừa cũng rất khó. Ui. Phải ghi tiếp cái cách phân bừa rồi nhưng rất khó. Thế phải là gly ba. Và số đồng phân của nó sẽ là thầy. Hả? Cái hệ trên nó sao hả? Đây nào. Hệ x với y hả? Đúng mà. Giải không giải? Ra. Thế đi cho thêm ra thầy em. Này á, nghe chưa nào? À ra rồi thầy ơi. Ra nó hơi chuyển biến tí. Nhiều quá rồi biết làm đốt cái gì nữa. Em chưa hiểu đoạn sau rồi. Hiểu đoạn nào? A 1 bên 3 cái. Gly 3 ala với gly 4 valin á. Ờ. Chỗ này thì em phải hiểu cơ sở cho nó là đồng đẳng hóa. Ở chỗ này A bằng 1 và chỗ này B bằng 3 thì có nghĩa là tương ứng với 1 gốc C2 đây này. A bằng 1 thì đây là C2 trong peptide mà, C2 trong peptide nhé, thì bằng 0,07.
nhân với cái C2 tách ra ở trong cái thằng Petit thứ nhất là không phải 15 nhân 2, mà thằng C2 tách ra trong thằng Petit thứ hai này này là 0,015 nhân với B. Được chưa? Thế phải bằng 3 thôi. Mà ta lưu ý là thằng C2 tách ra thì thằng Ala nhé, không phải thằng Ala Nói nhé. chung là thằng Ala thì bằng glu cộng thằng một chấm hai không? Gần nhau một carbon không? Nhưng mà thằng Valin thì lại bằng gì? vâng Valin thì bằng glu cộng với đúng ạ, ba gì? a la cộng 2 2CS2 Bằng 3 trên 2. 3CS2 Valin thì chứ bằng nhỉ, glu cộng 3 trên 2. 3CS2 Cho nên chỗ này có 3 gốc C2 này, đúng 3 rồi. gốc C2 thì vừa đủ một Valin luôn. Mà nó bắt buộc phải Valin chứ nó không thể là 3 la được, bởi vì nếu chỗ này mà không có Valin thì cuối cùng muối nó không không có muối của Valin, rồi bài trong muối của Valin. À, Đó là chỗ đấy đấy cơ, còn ok chỗ ạ. này thì 3 chỗ C2 này thì các bạn có thể hỏi là 3 gốc C2 này thì có thể là 3 ấy đúng không? 3 la, nhưng mà không được. Bởi vì 3 la thì nó không có Valin mất. Ok À, hiểu đúng rồi. rồi. Chung là bài Đây, này có thể bây giờ em mới bố hiểu. trí thôi, kết hợp rất là nhiều kỹ năng và kết hạ mới làm được. Bạn nào nếu xác định chiến Bài đấu này thì là phải cày nhiều. Số định phân, khoanh định B ạ. phân của thằng này thế là bao nhiêu? Đấy lại hỏi số định phân của Gly 3 la nữa thì bằng mấy? Số định phân các bạn Gly công thức là gì? gly gì ạ? Gly 3 la là 3. Nó hỏi thằng này mà. Thực ra nó hỏi là số định phân của cái tin khối lượng phân tử nhỏ hơn nhé, thì mình phải tính xem hai thằng này bé hơn. Người nhìn phân biết ngay là thằng Gly 3 la là bé hơn thằng Gly 4 van rồi đúng không? Chưa? Đó. Gly 3 là 4 à? 4 dây thừa Được, chia rồi. Gly À. Gly 4 dây thừa chia 3 dây thừa. Bình. Nó chỉ mang ra được. Thằng 4. Đi thi là nghi vấn đếm thôi. Khả năng Ok.